Ủa, cá gì đây chú? Cá này là con này chắc nó tiền hơn nhỉ? Con này mấy 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 chục? 100 một đôi à? Là 50.000 con. Cá chuẩn bể này bao tiền con đấy? Không phải à? Cái gì vẫn nhiều năm sao ấy. Con nắt đang bị rồi. Chụp rồi chụp. Cá vàng. Cá vàng này rẻ hơn chứ nhỉ? Cá vàng này. Thì con này hơi to, cái này phải để to một chút. Con này 10.000 đúng không? 5.000 con nhỉ? Ta là 10.000 nhỉ? Không tức rồi. Cái này 40.000 còn. Cá khác hẳn, lưng gù, cá khác hẳn. À, loài này 40.000. Các coi này thì là cái chép coi này chứ nhỉ? Con này một cặp bao nhiêu tiền? 7.500 á? Hơn 2.000 đơn vị đã hỗ trợ cơ sở y tế trong bệnh viện đơn vị này đang có con cá đỏ đấy, cá đỏ này. Bắt lại. Lấy hai con này chú. Con nào nữa nhỉ? Bên này hết rồi nha. Hai con này đi. Đây cái con trắng trắng là lần lượt đây. Hết rồi chú. Thôi cả bao tiền gì nhỉ? Rùa. Hai con này 120. Cá với cá liên thiên này bao nhiêu tiền kìa chú? Cá 30.000 rồi. Hả? 30.000 đâu cũng được. Con này là 120 thôi. Cá vàng rẻ hơn. Có chén cá con nhỉ? Cá này mấy một con chú? 5.000 thôi. 400 á? Hả? Cái này mà, sao 400? Cái này mà 400 à? Ờ 400 à, lấy tí lấy. Chúng ta cùng lắp đặt hệ thống bơm nước tự động không cần động cơ như trên các trang mạng đã hướng dẫn nhé.
nhé.